Chuẩn bị quay lại chị ơi, ăn nhanh lâu đi. Trời đánh tranh mướn ăn cứ từ từ xem nào. Đang ăn dở này sao mà quay được. Thế thì tranh thủ cái lúc người ta đang ăn thì cho cái đoạn intro đi là ăn xong đấy. Đúng rồi, intro. Có điện thoại ở trong tay, nhưng đừng nhìn thấy thế giới. Khi bài nhạc này cùng bay, tức là chúng tôi đang tới. Yeah, anh em ơi mau lên YouTube đi. Wifi nhanh hơn cả Lamborghini. Đứng tay lên trên cao, mình cũng hét to. What the hell, what the hell. Yeah, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Bóng Bóng Dễ Thương. Chắc chắn là mọi người khi xem ấy, thì mọi người sẽ thấy là vui. Nhưng mà những người tham gia như chúng tôi ấy, thì thấy rất là bùn rùn chân tay. Ai làm gì anh bùn rùn chân tay? Bởi vì bên trong những quả bóng này nó có những cái thử thách mà khiến cho mình phải sợ ấy. Xuẩy, em chả sợ. Chắc chắn không? Chắc. To mồm với trưởng. Ngày hôm nay chúng mình sẽ thay đổi một chút kết cấu của cái chương trình này. Thì hôm nay chúng mình sẽ hai người cùng chơi. Em có sẵn sàng với anh không? Sẵn sàng. Hai người cùng chơi để xem là chúng ta sẽ bốc được cái thử thách gì. Hai người sẽ cùng tham gia thử thách đấy nó mới vui. Yeah. Em sẵn sàng chưa? Khổ lắm, hỏi mãi ta đã bảo sẵn sàng từ nãy rồi, anh sợ gì? Em chọn đi em. Em chọn cho mình một trái bóng mà em thích đi. Nếu mà là anh sẽ chọn quả bóng gần em. Anh biết gì không? Biên tập mình trông hên xui thôi, chứ biên tập không tính toán trong đầu đâu. À không, số trước ấy, anh chọn quả màu gì? Màu xanh hay sao? Xanh à? Ừ. Hôm nay không có xanh. Này, không, đây xanh, cũng có xanh. Nhưng mà biết đâu là biên tập thích màu xanh. Nên mình sẽ... chọn màu đỏ. Bỏ màu xanh. Chọn màu đỏ nữa, em có thích màu đỏ không? Em thì màu nào mà thử thách nó vừa vừa thì em thích. Ai mà biết, anh cũng chọn màu đỏ. Thôi, biểu quyết là màu đỏ nhá. Ok. Chọc đi em. Chọc nhá. Ừ. Ôi giời ơi. Em mở đi, anh sợ lắm em ạ. Ui dồi ôi, sao cái giấy này nhiều chữ thế. Ok, ăn trầu và dùng đầu đưa bóng vào khung thành. Chết rồi. Nhắc đến ăn trầu, mọi người ơi, nếu mà bạn nào đã theo dõi chúng mình khoảng là 3 năm chẳng hạn, từ những gọi là clip đầu tiên thì chúng mình đã thử một lần ăn trầu. Và mọi người biết không, 3 năm rồi chúng mình vẫn không dám thử lại. Lịch sử lặp lại mọi người ạ. Đã 3-4 năm rồi, chúng mình lại tiếp tục phải ăn trầu lần 2. Xong hôm nay lại bốc vào cái thử thách này. Anh biết cái này gọi là gì không? Nghiệp quật. Ghét của nào chơi trao của đấy em ạ. Tham gia thử thách rồi, ăn trầu thôi mà có gì đâu. Ngày xưa các cụ ấy, nhai cả ngày cả đêm đi còn không sao mình. Anh ơi, nhưng mà anh phải nhớ cái thử bé đằng sau nữa. Và dùng bóng đưa đầu vào khung thành là ăn trầu xong còn tỉnh táo để mà đưa bóng không? Và dùng bóng đưa đầu vào khung thành là... đưa đầu vào bóng á? Dùng đầu đưa bóng vào khung thành. Ok ok. Thôi bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ phải nhai trầu đó. Lần trước ấy, chúng mình ăn xong chúng mình phê mà không thể cử động nổi. Không biết là lần này có lên cơ không em? Anh ạ, anh biết điều gì không? Em nghĩ lần này có khi mình còn phê hơn. Em biết tại sao không? Mình chưa ăn sáng. Cuốn đi em. Bây giờ mỗi người một cái đúng không? Miếng trầu là đầu câu chuyện. Muốn nói gì cứ làm miếng trầu rồi biết. Đây. Đấy, dễ nữa. Dễ để trông cho thịt bò khô của anh ạ. Cho vào mồm nhai. Được chưa? Mọi người nhá, nhét đầy đủ nhá. Cau này, lá trầu này, thuốc lào này. Dễ. Và cái dễ gì đó đỏ đỏ. Để lúc mà mình nhai ấy, thì nó sẽ đỏ hết cả môi, cả răng lên luôn. Ok, bắt đầu. Chia. Chia. Yo. Em hồi hộp quá anh ạ. Khi mọi người ăn trầu á thì mọi người phải nhổ cái nước miếng của mình ra ngoài á, đừng có nuốt. Cay quá. Em phải ngồi em tận hưởng nó. Ăn quá. Phải đi ăn phê rồi mọi người. Anh còn nghề không thưa? Ừ. Ngoài không? À. À. Đắng quá mọi người ạ. Mọi người có biết cảm giác của mình hiện tại bây giờ đang như nào không? Là từ khu vực này của mình bắt đầu trở nên hơi có hiện tượng nóng. Xong rồi mắt bắt đầu đảo đảo à. Miệng cũng tê này. Em thấy như nào em?
cứ tê hết cái khoang mồm ấy. Kìa mọi người, bây giờ chúng mình đang bê lắm rồi. Đứng được phải chống vào bàn. Đó, mọi người có thể nhìn thấy trên bàn chúng ta có một khung thành là Lê Hùng, một khung thành bên này là Bạch Vy. Bây giờ chúng mình sẽ phải tranh đua một trận cầu siêu kinh điển xem ai có thể ghi bàn được nhiều. Em đừng có dựa dẫm vào anh nữa em. Mọi người có thể nhìn thấy trên đầu mình có những chiếc vòi. Chúng mình sẽ phải sử dụng cái vòi này của mình để đưa bóng vào khung thành, xem là khung thành của ai sẽ bị ghi bàn nhiều nhất. Trận cầu này chỉ diễn ra trong vòng 5 phút rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Có thế. Oh shit. Oh yeah, một trái. Anh không được một trái rồi. Oh shit. Sao em phải chơi kiểu ăn gian thế vậy? Không có bị kẹt ở đây đâu, không lên. Ôi, xoáy vậy. Đúng rồi đấy. Ôi, chết rồi, đâu là của anh ở ngoài. Con đi ra, đi ra đi con, đi ra. Ôi, sao bóng ở bên anh hết vậy? Ôi, trời ơi. Ôi, trượt ạ. Hai trái. Ôi, vào đây con, hai trái. Ôi, sao đi ra? Yeah. Ôi, đi ra, đi ra. Yeah, oh shit. Ôi chết rồi đấy. Xin thông báo người chơi là đã qua 2 phút rồi nha. 2 phút rồi ra. Ao. Đừng có hớm rồi. Chỉ đưa ông từ từ. Đấy là khung thành của anh phải được phép hộ vệ cho em. Chắc hộ vệ là ba cũng hộ vệ. Đây là gì? Oh yeah. Ủa, nó được ba trái hả? Yeah. Oh shit. Anh được một hộ. Anh được một hộ. Xoáy. 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 Khó nhỉ? Khó đấy. Đếm hơi quá cho mọi người nhìn được biết ai thắng rồi đúng không? Đếm đi đếm, bây giờ đây là My đã cho vào khung thành của con chó Lê Hùng đến bao nhiêu trái nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trái. 1, 2.
người thấy không? Mi hẳn là 6 trái luôn, gấp đôi Lê Hùng luôn. Trời, anh thấy sao? Em phục chưa? Ok, và người chiến thắng chính là mình. What? Và tập sau Bạch Mi sẽ là người phải tham gia thử thách bong bóng dễ thương. Còn lâu thì anh đừng có điều. Bởi vì nhá, mình nói trước mọi người là khi tham gia phần chơi này ấy, chúng ta sẽ không được sử dụng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể ngoài cái vòi của mình. Thì em có dùng tay dùng gì em đâu? Em có dùng miệng thổi. Nào mà em thổi và cầu ô thì nó mới là không sinh chỉ được hồng phục. Nói chung là đã sử dụng đến bộ phận thứ hai trên cơ thể để can thiệp vào trái bóng thì là thua rồi. Bạch Mi đã thua khi sử dụng thêm một bộ phận. Tôi không cần biết là Bạch Mi ghi được bao nhiêu trái, nhưng mà một khi đã phạm luật là thua. Không phục. Ok, vậy thì mọi người hãy chờ số sau Bạch Mi sẽ tham gia thử thách bong bóng dễ thương, không phải mình. Yeah. Em vẫn chưa tỉnh trầu ấy. Ok, chào mừng mọi người đến với Water Hero. Mi không biết là mọi người xem những số What the Hell vừa rồi ấy, thì hôm nay mọi người có tò mò không biết là chúng mình sẽ mang những đồ vật gì đến để cho mọi người không? Trên cái thế giới này ấy, có rất nhiều món đồ độc lạ và kỳ dị. Chắc chắn là mọi người sẽ không thể xem được một cái chương trình nào mà nó sẽ quy tụ toàn bộ những cái món đồ độc lạ trên thế giới này về đây đâu. Đúng. Và mọi người biết không, để đem những món đồ này ấy, để giới thiệu cho mọi người thì chúng mình phải gọi là mò kim đáy bể rồi lặn lội năm châu bốn biển lên rừng xuống. Lên rừng xuống ao. Ok, nói chung là chúng mình phải tìm rất là lâu, rất là mất công mới chọn lọc ra những cái món đồ hay ho độc đáo này. Ok, bây giờ thì không nói nhiều nữa, đến luôn với món đồ đầu tiên nhá. Em nghĩ là với cái món đồ ngày hôm nay ấy, thì những ai mà lười như Mi chắc chắn sẽ rất là thích. Lười như Mi á? Là cái gì vậy em? Tên. Trời, mọi người biết đây là gì không? Nhìn sơ sơ cũng đoán là một kính đúng không? Kính bơi hả em? Không, bơi gì, bơi phải bịt mắt. Anh đã bao giờ anh nhìn thấy kính đấy chưa? Trông nó rất là kỳ lạ đúng không? Thì đây, người ta gọi là chiếc kính lười. Tại sao lại gọi là kính lười? Tại vì khi bình thường, mọi người mà muốn ngồi trên giường đọc sách, đọc báo thì đúng không? Hay là xem điện thoại đi, mọi người phải ngồi hoặc là dựa lưng vào gối, đại khái là phải ngẩng lên, nó rất là mỏi cổ đúng không? Thì khi mà mọi người đeo chiếc kính này vào, mọi người chỉ cần nằm như nằm ngủ bình thường thôi, nhưng mà vẫn có thể xem đọc báo, xem điện thoại bình thường. Thế cơ? Ừ. Sao nó lại vi diệu như thế được xem nào? Ui sao anh nhìn thẳng mà anh lại có thể nhìn xuống được lòng bàn chân của anh ấy? Thế mới nói, có nghĩa là khi mà anh nằm ngửa hoàn toàn như anh nằm ngủ thì anh vẫn có thể nhìn thấy những cái đồ vật mà ngang bụng anh, ngang người anh mà anh không cần ngẩng cổ lên. Đấy, không bị mỏi cổ. Mọi người ạ, nhìn này. Khi mà chúng ta nhìn thẳng về hướng này ấy, cái kính này nó sẽ phản chiếu từ dưới này lên. Thì mình sẽ nhìn thấy ở dưới này chứ mình không hề nhìn thấy ở trước mặt. Đúng. Được, hôm nay thử nghiệm xem là thử nằm đọc sách xem như nào em. Ok, nằm lên đây. Ui, anh có thể nhìn thấy được cái khóa quần của anh em ạ. Đóng kỹ mà anh ạ. Đây nha, bây giờ em sẽ cho thử anh đọc cái book em đi. Đây, anh cầm đi. Rồi, anh không cần ngẩng lên, anh để đây thôi. Anh vẫn nhìn được đúng không? Nhìn được chưa? Anh nhìn thấy cái gì, anh lướt đi xem nào. Lướt thấy có 357.000 người theo dõi. Ừ, gì nữa? Anh lướt xuống rất nhiều thứ. Ảnh của em được 7.700.000 like em ạ. Thấy chưa? 40 comment và 7 lượt share em ạ. Rồi, anh thấy sao? Được không? Được đấy. Bình thường ấy, nếu mà ở nhà nếu mà không dùng kính ấy, chúng ta sẽ phải rơi như này. Ờ, thôi khả năng một điện thoại rơi vào mặt rất là cao. Em bị nhiều thôi. Rồi khi mà chúng ta đeo kính cái vào, chúng ta sẽ để như thế nào? Vừa đỡ mỏi tay, vừa đỡ mỏi cổ, lại không sợ rơi dọa mặt đúng không? Ờ, hiệu quả đấy em ạ. Được không? Đấy. Ngầu, quá ngầu luôn. Ôi, nằm ấy chơi game thoải mái luôn này. Xong rồi kiểu như là lúc nào mà buồn ngủ quá ngủ luôn. Ừ. Đúng không? Thật tiếc cho mọi người là mọi người không được trải nghiệm cái kính này của mình. Thật ra ấy, đeo vào mọi người sẽ hiểu là cái kính này nói là kính lười thôi, nhưng mà thực chất nó là kính phản chiếu. Nó có thể phản chiếu được cái hình ảnh ở bên dưới. Ừ, nói chung là rất là khó giải thích. Thế nên em mới gọi kính lười cho nó nhanh đấy. Cho nên là mọi người cứ hiểu nó là kính phản chiếu. Kính này nó cũng đơn giản thôi. Mình cũng có thể tự chế được cái kính này. Thôi bớt, ông bớt chén đi ông ạ. Nằm đọc sách ra ngủ luôn được. Thôi dậy, tiếp chương trình không ơi. Đấy, anh thấy món đồ của em đạt điểm 10 chất lượng chưa? Thật ra là nó cũng bình thường. Để mà anh chấm điểm ấy thì nó không quá được 7 điểm đâu em ạ. Tại sao lại thế? Chính anh em phải công nhận cái tác dụng của nó đúng không? Nếu mà không có kính này thì làm sao anh nghĩ trên đời này có thể xuất hiện một cái loại nào mà có thể giúp anh đọc sách rồi xem các thứ nó dễ dàng hay được đúng không? Thì nó cũng là một cái đồ vật có thể giúp ích được cho con người, đúng. Giúp ích được cho sự lười biếng của người nào đó. Đối với bản thân anh thôi, nó không có gì kinh khủng.
hoặc là đối với cái món đồ anh chuẩn bị mang ra thì nó là tầm thừa. Đâu thì bây giờ anh mang món đồ của anh xem món đồ của anh nó cao siêu như nào nào. Thật ra hôm nay của anh không phải là món đồ mà hôm nay nó sẽ là một cái thí nghiệm trò chơi đơn giản thôi. Basic thôi. Mọi người sẽ phải bất ngờ đấy. Ok, đợi một chút. Ok. Làm gì đấy? Đã gọi là khoa học mà em. Khoa học thì cứ phải từ từ. Cần một chiếc muỗng. Anh pha nước à? Chút máu mè đi. Anh định làm thành rau câu đúng không? Màu tím đi. Đúng chẳng... rồi, đây là thảm thạch rau câu rồi. Thạch cái đầu em ấy. Từ nhìn đây nè. Nhìn điều kỳ diệu của nó nè. Bây chúng ta sẽ cho bột vào đây trước. Mọi người thông cảm nhá. Thử nghiệm này của mình có thể là hơi bẩn một xíu nên là mọi người thông cảm. Cho nước vô đã. Bây giờ em sẽ nhỏ màu tím vào. Em thích màu tím. Đấy. Trông giống thạch rau câu thật đấy. Anh sẽ cho thêm màu xanh vào em ạ. Ảo chưa? Em biết anh tím với xanh ra màu gì đấy? Xanh với tím hình như là ra màu tím xanh. Ra màu xanh tím than. Yeah. Hồi xưa anh học mỹ thuật không được dạy pha màu à? Nhưng mà vào đây nó không pha được màu em ạ. Không khuấy mạnh cái tay mà. Không thể là khuấy mạnh tay được. Tại sao? Bởi vì đây là khoa học. Để anh ngoái xong anh sẽ cho em biết là tại sao anh lại ngoái nhẹ mà không có ngoái mạnh nha. Có những thứ ấy, nhẹ nhàng, mềm dẻo thì mới được. Còn mạnh ấy không được đâu em ạ. Ok nhá. Đấy nha, mọi người cùng xem nhá. Bây giờ chúng ta sử dụng ngón tay đi cho mọi người dễ hình dung. Khi mà em đưa ngón tay này vào trong một cái bát nước, một chén nước thì chắc chắn là ngón tay của em sẽ bị ướt đúng không? Đúng. Nhìn này, ngón tay của anh sẽ không hề ướt. Sao lại thế? Kỳ diệu, hơi ướt một xíu rồi. Mọi người có thể nhìn kỹ nhá. Khi mà mình đưa ngón tay một cách chậm chậm đi vô cái này thì ngón tay của mình đã chìm hẳn xuống dưới nước chưa? Em thấy kỹ chưa? Rồi. Đó, bây giờ anh đựng rút lên nha. Ừ. Còn anh chọc mạnh ấy thì không bao giờ ngón tay của anh có thể đâm thẳng xuống dưới. Nhìn này. Đã xem thử nào. Kỳ diệu, đây em cho cả ngón tay bàn tay vào luôn này. Ừ. Bình thường nếu là nước thì mọi người đập mạnh. Đập mạnh xuống thì nước sẽ bắn lên đúng không? Đúng. Nhưng chuyện này không bao giờ có thể xảy ra. Thử đi, xem thử. Kỳ diệu không? Nào, bây giờ nhá. Là nhúng tay bình thường thì vẫn được đúng không? Đấy, ảo ai lấy một ngón thì nó lại lún nhá. Bây giờ em đấm mạnh vào, đấy, thì nó lại không được. Thế là vậy trưởng. Rõ ràng là như kiểu cái gì ngăn tay mình lại để mình không xuống được đáy ấy. Mà càng đấm mạnh nó càng cứng anh ạ. Ảo vãi. Như kiểu là mình đang đấm vào cao su ấy nhỉ. Mọi người nhìn thấy không? Như rõ ràng nó vẫn là chất lỏng đúng không? Ừ. Tại sao lại như thế? Không biết, nó là một dạng kiểu slam ấy em ạ. Nhưng mà cái này nó vi diệu hơn, anh mới học được. Chưa có thể giải thích được cụ thể nó như thế nào. Mọi người có thể tự tìm hiểu trên Google nhá. Đấy thì mọi người nhìn mình thực hành ấy thì mọi người thấy vi diệu không? Bây giờ mình sẽ phải nhờ thêm vài người vào để test thử. Chứ mọi người nhìn qua ống kính ấy lại cứ nghĩ là mình làm ảo thuật, mình làm trò mèo, trò lố. Đúng không? À, em vào thử nghiệm trước. Đấm mạnh vào. Vi diệu không? Cứng, cứng. Tấn vào thử đi em. Nào, dùng đầu ngón tay này đi. Đấy, đúng rồi. Mạnh. Đấy, mọi người thấy cứng không? Thêm người nữa đi. Em vào thử xếp vào. Nào, mạnh mẽ lên. Ủa, cứng nhắc luôn đấy. Úi dồi ôi. Vi diệu không? Bắt đầu. Thưa anh, chương trình bắt đầu. Thì em cứ bắt đầu đi. Anh đang ngồi đợi xem để em đánh giá cái trò này của anh nó như thế nào. Em thấy cũng tạm được thôi. Tại vì có thể là xét về vấn đề giải trí nó cũng hơi giải trí một tí, hơi xả stress một tí. Ví dụ mình ghét đứa nào mình lấy ra mình đấm tí cũng được. Nhưng mà nó tóm lại em trò này rất bẩn. Anh nhìn đi, bạn chiến trường của anh này. Ngay từ đầu anh cũng đã nói là nó sẽ bẩn rồi. Mà nếu mà xét về mọi khía cạnh ấy, thì em thấy của em nó vẫn ngầu hơn, vẫn chất hơn. Là còn sạch sẽ. Ngầu hơn hay không ấy, không đến lần em đánh giá em ạ. Ở đây ấy, nếu mà có ban giám khảo ấy, thì ban giám khảo sẽ đánh giá. Hoặc không có ban giám khảo ấy, khán giả sẽ là người đánh giá. Xem sản phẩm của ai là sản phẩm ngầu và hay ho nhất. Mọi người nhớ đánh giá với công tâm nhá, nhớ comment xuống bên dưới nhá. Đấy, của My là kính lười, của anh nó gọi là cái gì? Của anh gọi là... anh cũng chả biết là gọi là cái gì. Thôi mọi người thích gọi nó là cái gì thì mọi người gọi nhá. À, của anh có thể gọi là lúc cứng lúc mềm được không anh? Lúc nhu lúc cương nhá. Ok. Đây gọi là nhu cương. Đó. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ phải dọn cái hiện trường này để đến với tiết mục tiếp theo.
Yeah, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đánh Thức Tai Lẻ. Thì vừa rồi chúng ta đã tìm được ra một nhân vật để tham gia bong bóng dễ thương vào số sau rồi. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ nhẹ nhàng, vui vẻ để bước tiếp vào cái gọi là Đánh Thức Tai Lẻ. Thì hôm nay em cho mọi người biết là chúng ta sẽ có gì hay ho nào. Khác với mọi khi là chúng mình sẽ lựa chọn ra một người để thực hiện tài lẻ và được chọn cái tài lẻ của mình đúng không? Nhưng mà hôm nay chúng mình sẽ có hai nhân vật khác thay chúng mình lựa chọn cái người sẽ phải tham gia đánh thức tài lẻ. Nhưng mà hôm nay sẽ có những tài lẻ nào em? Hôm nay sẽ có hai tài lẻ để lựa chọn. Đầu tiên là huấn luyện viên yoga. Và thứ hai là nhân viên dọn vệ sinh. Dọn vệ sinh tức là đi làm lao công ấy hả em? Vâng. Thế mình sẽ đi theo các cô chú lao công à? Đúng rồi. Để lo dọn vệ sinh. Đúng rồi, một ngày luôn. Cũng hay nhá. Chẳng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hai nhân vật đó và nhờ hai vật đó phân giải xem là ai sẽ là người tham gia đánh thức tài lẻ trong số ngày hôm nay nha. Ok. Yeah. Và đây chính là nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Hello. Hai đồng chí đang ngủ. Ra các đồng chí ơi, nào đi ra chuẩn bị thực hiện một cuộc đua nào. Hello. Ngó cái gì? Và mọi người biết điều gì không? Bây giờ chúng tôi ấy sẽ không biết lựa chọn người để tham gia thử thách đánh thức tài lẻ này là ai. Tức là mình sẽ phải mời ra đây hai vận động viên marathon. Một bên là đây là voi. Còn bên này là táo. Đấy, bé này tên là táo nha, màu vàng nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức ra một cuộc đua. Nếu mà người nào thua thì người đó sẽ tham gia vào đánh thức tài lẻ. Ok, sẵn sàng đua cho hai con. Bây giờ chúng ta sẽ phải gắn số báo danh lên vận động viên. Yeah, mọi người thấy đấy, các vận động viên của chúng mình đều có số báo danh đầy đủ nha. Mình lựa chọn bé số báo danh 01. Của My là 02. Yeah, bật mí mọi người luôn, đó chính là bé này là mẹ của bé này, là mẹ nhá, mẹ ruột luôn đấy nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là sẽ là vận động viên nào sẽ về đích đầu tiên đó, để chúng ta tìm ra xem ai sẽ là người bước vào đánh thức tài lẻ ngày hôm nay. Ok, trường đua của chúng ta đâu? Ok mọi người, bây giờ chúng ta sẽ thả vận động viên vào đường đua này. Và vận động viên nào mà đi được đến vạch đích này trước sẽ là vận động viên giành chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu. Đấy con ơi, quay đầu đúng rồi. 02, cố lên, 02, cố đây lên. Đây bà con, 02 quay lại đây, đúng rồi. 01 tiến lên. Đi lên, đúng rồi, cố lên, 02, cố lên. Mấy bước nữa. Đây bà con ơi, quay lại đây. Mấy bước nữa, đi, mấy bước nữa. Lên hướng kia con. Đích bên kia. Không ai, đúng rồi, đi lên. Không ai. Cố lên. 01 ơi. Cố lên, 02, cố lên. Không hai quay lại đây con. Không hai đi tiếp. 01 đang Về đích. Yeah. 01 vẫn đang mải chơi. 02 vẫn là chiến. Con ơi đừng đu nữa. Trong lúc 02 cứ băng về đích thì 01 của mình vẫn ở cuối đích, xong rồi trèo leo các kiểu. Buồn lắm mọi người ạ. Anh ạ, người ta gọi là tham gia cho vui thôi, giải giết quan trọng gì. Ok mọi người, đấy, vận động viên 02 đã chiến thắng với cái cuộc đua này. Chính vì thế, My là người chiến thắng và Lê Hùng sẽ là người bước vào phần đánh thức tài lẻ. Anh, bây giờ anh lựa chọn đi, anh muốn là huấn luyện viên yoga hay là nhân viên vệ sinh? Thôi anh nghĩ là anh sẽ làm huấn luyện viên yoga đi. Huấn luyện viên yoga à? Em nhìn cái body của anh khá là giống với cả một huấn luyện viên thể dục thể thao gì đó. Ok mọi người, thôi bây giờ mình sẽ đi làm huấn luyện viên yoga. Mọi okay. người hãy đi tập cùng mình nha. Ok đi thôi. Xin chào mọi người đã đến với lớp học yoga của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là huấn luyện viên yoga. Chúc mọi người sẽ có một buổi tập yoga hiệu quả và mang lại một body săn chắc. Mọi người đã sẵn sàng để vào bài tập đầu tiên của chúng ta chưa? Sẵn sàng. Và động tác đầu tiên của chúng ta chắc là khởi động. Mọi người khởi động cổ chân cổ tay thật là kỹ, bởi vì một lát nữa yoga của chúng ta sẽ có những động tác sẽ gây căng cơ, cho nên là mọi người sẽ phải hoạt động cơ nó được nóng lên, rồi chúng ta sẽ đến với những cái bước nó khó hơn. Ok, đầu gối. Thở
thấy kinh nghiệm dạy bao nhiêu năm rồi. Quay ngược lại thì đến bây giờ chắc cũng phải được tầm 20 phút rồi đấy. 20 phút rồi cơ. Thì mọi người có thể nhìn thấy trước mặt của chúng ta là những tấm thảm đúng không ạ? Ok, ngồi xuống đi. Không sao đâu, thảm sạch. Đó. Động tác đầu tiên thì chúng ta sẽ phải điều hòa về hơi thở. Đó, cái chân phải của chúng ta phải đặt lên trên chân trái. Đúng rồi. Sao chân ai nhìn cũng bẩn vậy? Lớp học của thầy sạch quá. Rồi, tay bắt đầu để như niệm Phật. Đó, điều hòa khí huyết. Hít vào thật sâu, đếm nhá, theo nhịp nhá. 1 2 3 hít. Thở. Hít. Mọi người thở là phải thở hết tất cả mọi thứ ở trong lồng ngực mình ra nhá. Hít cũng phải là hít căng và thở phải thở hết. Nào lại một lần nữa nào. Hít. Thở. Chúng ta xong bài đầu tiên. Nào đổi tư thế nha, mọi người cùng nhìn theo thầy nha. Nào chúng ta sẽ bắt đầu ngồi như thế này. Đó. Chân phải như thế này nè. Đúng rồi. Ưỡn ngực lên. Đưa hai tay ra lên trời. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động cổ tay. Thầy ơi, đây có phải động tác hô mưa gọi gió không thầy? Đúng rồi đấy. Đúng rồi thầy ơi. Rồi đây là động tác búa quạt hả thầy? Rồi. Chúng ta hạ tay từ từ xuống. Nhìn cổ thầy nè. Bắt đầu đến động tác khởi động cổ. Nghiêng. Nghiêng. Nghiêng đến lúc nào cổ nghe tiếng cách phát. Thì lúc đó gãy cổ rồi thầy ơi. Thì lúc đấy là gãy cổ chứ sao nữa. Xoay đều. Xoay ngược lại. Ngược lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngồi thẳng lại. Đợi thầy 30 giây để tiếp tục xem bài tập tiếp theo trên YouTube chứ. Thầy xem tài liệu. Chúng ta lại tiếp tục ngồi như vừa nãy. Xin lỗi mọi người là thầy chỉ sai một chút. Ngồi như vừa nãy tiếp. Giờ này chúng ta sẽ ngồi như này. Đó. Chân đằng sau vẫn tiếp tục như vậy. À, lần này chúng ta đến khởi động vai nha. Nếu mà không khởi động kỹ vai ấy, thì lát nữa chúng ta sẽ bị trẹo vai đó. Ok, mọi người nhìn vai thầy nha. Đó, mọi người cùng làm tiếp nào. Đúng rồi. Nào, làm theo đi. Nếu không làm theo là lát nữa mọi người sẽ nhận hậu quả khá là cay đắng đó. Em thấy bây giờ làm theo hơi hậu quả rồi thầy ơi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bước tiếp theo nha. Mọi người cùng nhìn thấy nha. Nào. Nào, 3, 2, 1. Hạ thấp trọng tâm để giãn cơ lưng. Đúng rồi. Rồi, chúng ta sẽ đứng lên. Xòe hai chân ra. Ok. Dang rộng hai chân ra. Đó. Ưỡn thẳng đầu về phía sau. Căng cơ vào. Nào mọi người cứ như thế nhá để thầy đi kiểm tra. Nào. Thẳng cái bụng lên. Đúng rồi. Đầu về phía sau. Đúng rồi. Thẳng ra. Đúng rồi. Chổng cái mông lên nào. Đúng rồi. Cái đầu cụp về phía sau. Ok ok, xong xong xong. Mọi người tiếp tục giữ vị trí như thế. Rồi hạ đầu gối xuống. Hạ đầu gối xuống, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến một bài tiếp theo. Đó chính là làm cột sống lưng của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn. Nào, nhìn thầy nhá, nhìn thầy thật kỹ nhá. Đúng rồi. Thằng này sai rồi, dùng mỗi chỗ này thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mỗi người 15 lần. Thế động tác thì phải đau lưng thế. Thì phải đau chỗ nào thì nó hiệu quả chỗ đấy. Thầy động tác này có đúng không đấy thầy? Đúng. Rồi tiếp tục chúng ta giữ vị trí như thế nhá. Nhấc đầu gối lên như vừa nãy. Rồi. Thứ nhất chân trái lên trước. 3, 2, 1 nhìn thầy. Căng chân vào. Căng vào. Rồi, đổi chân. Mọi người có thấy đít của mình đau không? À, chuột rút, chuột rút. Thầy ơi. Thầy, như này á. Đau quá. Tập
Đấy, đây là minh chứng cho mọi người khi mà không khởi động kỹ. Mọi người nhìn thầy làm tấm gương nha. Ok, tiếp tục chân tiếp theo nào. Giữ như thế trong vòng 30 giây. Ôi được rồi, mỏi quá mọi người ạ. Từ từ đợi thầy 2 phút nha. Thầy ơi, nhưng mà sao thầy cứ phải vừa dậy vừa xem tài liệu ấy thầy. Ok mọi người, ngồi thẳng người lên nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài cơ bản cuối cùng. Thì có lẽ đây sẽ là một động tác cuối cùng rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tập tiếp theo. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ tập cơ bản thôi. Nếu mà ai muốn tập nâng cao thì giơ tay cho thầy biết nào. Thôi tập cơ bản đi. Động tác cuối trước khi chúng ta nghỉ nhá. Mọi người bật dậy như này tiếp. Dần dần tay này lùi về. Lùi về. Ôm vào đây. Sau đó tiếp tục hạ dần trọng tâm xuống. Đến khi nào ôm được xuống gót. Thẳng chân này. Phải cố lên chứ. Đeo. Này lười tập thể dục thì Rồi, chúng ta sẽ xuống để giãn cơ trước khi nghỉ nha. Thầy ơi, thầy lên báo thầy ơi. Nằm xoay người xuống. Rồi đi ngủ luôn hả thầy? Đó. Thẳng tay ra phía trước. Căng thẳng ra phía trước. Nào, chúng ta cứ tiếp tục nằm như thế trong vòng 30 phút nhá. Ok thầy. Mưa anh em ơi. Mưa. Ui, học sinh của thầy dậy đi, không bị cảm cúm là thầy làm sao có tiền đền em. Dậy. Hết giờ tập. Yeah. Ok mọi người, vậy là vừa rồi mình đã hoàn thành xong đánh thức tài lẻ của mình. Đó chính là làm huấn luyện viên yoga. Sau cái buổi học ngày hôm nay ấy, thì tôi không biết là các trò của tôi như thế nào. Mọi người sau khi xem video này thấy tôi dạy có gọi là đẳng cấp không? Nhìn tôi có chuyên môn không? Thầy. Mẹ em cái lưng ấy. Sao? Đau lưng quá. Chả hiểu thầy dạy kiểu gì mà tập sau đó hết cả lưng. Đau là chuyện bình thường. Bây giờ tôi hỏi mọi người nhá. Có cái gì mà muốn sướng, muốn đẹp mà lại không phải trải qua đau khổ không? Nhưng mà rõ ràng yoga là giãn gân, giãn cốt, là tập trong phải sướng chứ. Sướng nhá, nhưng mà mọi người khi để ý thầy dạy nhá. Thầy dạy động tác rất là chuẩn. Đấy, các trò tập mà không tập được theo này, tập không đúng động tác của thầy ấy, thì cái vấn đề chấn thương là chuyện bình thường. Cho nên là em đang gặp chấn thương đấy. Rõ ràng thầy dạy gì học theo vậy. Nhưng bây giờ em hỏi thầy có bằng gọi là huấn luyện viên yoga chưa? Cái bằng nó không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là chúng ta tiếp thu được gì. Đấy, tôi không phải là một cái thầy chuyên môn cao hay là quá nổi tiếng trong giới yoga. Nhưng tôi có kinh nghiệm là đi chất lọc được từ những người giỏi nhất. Đấy, tôi mang những cái động tác từ những người giỏi nhất, những người tốt nhất để quy tụ những cái bài tập đó thành một buổi học ngày hôm nay. Cho nên là các trò sau khi học được buổi học này của tôi thì các trò đảm bảo là sẽ tốt hơn, sẽ hứng thú với buổi học thứ hai hơn đấy. Không bao giờ có thứ hai nha thầy. Không bao giờ, nhưng mà khuyên thầy cũng đừng mở lớp yoga để khổ thân người ta nhé. Ok. Ok mọi người, vậy là chương trình What the Hell ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Ok, và hẹn gặp lại mọi người vào What the Hell.